xin chào tất cả các bạn mình là thùy uyên và hôm nay với video này uyên sẽ chia sẻ cho các bạn cách để tạo một cái hiệu ứng bóng lật theo phối cảnh ha ở đây uyên sử dụng cái stop là hình cái xe hơi như thế này thì đầu tiên là để tạo cái bóng lật xuống cho cái xe hơi này thì các bạn sẽ phải cắt cái xe hơi này ra khỏi cái hình nền của nó để cắt cái xe hơi này ra thì Uyên sử dụng công cụ magic wand ha các bạn có thể giữ thêm phím shift để mình cộng thêm vùng chọn ở những cái phần bên ngoài này tại vì hiện tại đây là mình đang click vào cái background mình đang tạo vùng chọn cho phần background ở bên ngoài này rồi tiếp theo nữa là các bạn sẽ vào trong menu select chọn inverse. Thì cái lệnh này các bạn có thể nhấn phím tắt là control shift y ngắn. Các bạn nghịch đảo vùng chọn lại. Thì lúc này là cái vùng chọn nó sẽ chọn vào cái xe, nó không còn chọn vào cái background bên ngoài nữa. Bây giờ với cái bóng này, Uyên muốn cộng thêm cái bóng này vào cho cái vùng chọn của mình luôn. Thì các bạn có thể sử dụng bất kỳ một công cụ tạo vùng chọn nào. Ở đây Uyên xài cái lasso tool cho nó nhanh. Các bạn có thể click chọn vào cái icon ở trên thanh option này ha để mình cộng vùng chọn hoặc là giữ thêm phím shift. Sau đó các bạn vẽ vào cái phần mà mình muốn cộng thêm này. Sau khi có vùng chọn như thế này rồi, các bạn có thể vào trong menu select chọn modify feeder, phím tắt là shift F6. À, cái chức năng feeder này nó sẽ giúp cho mình làm mềm cái biên của vùng chọn ra và đây thì uyên chọn cái độ radius là 1 pixel để cho nó mềm vừa vừa thôi nó không có bị mềm nhiều quá nó sẽ bị nhòe ok ha rồi sau khi mà có cái vùng chọn như vậy và có cái feather làm mềm rồi mình sẽ cắt cái hình này ra khỏi cái nền của nó các bạn vào trong menu layer new chọn vào layer via copy ha phím tắt là ctrl j Lúc này các bạn thấy trên bảng layer mình sẽ có một cái layer 1 là cái layer của cái xe này mình đã cắt nó ra khỏi cái nền rồi. Các bạn vẫn làm việc trên cái layer 1 ha. Các bạn sẽ vào trong menu edit, chọn free chain form, phím tắt là Ctrl T. Hiện cái khung bao này, sau đó các bạn click phải chuột vào cái khung bao này, các bạn chọn flip vertical. Flip vertical là một cái lệnh để cho mình lật cái hình này xuống theo chiều dọc đây ha, các bạn thấy mình có cái xe lật xuống như thế này Nếu mà cái hình của bạn là một cái hình phẳng Thì khi mà các bạn lật lại như vậy Nó chỉ có phẳng nghịch đảo xuống theo dạng gương thôi Còn cái xe này là do nó có cái phối cảnh nữa Cho nên là khi các bạn kéo xuống các bạn thấy ha Nó không có đúng cái phối cảnh của mình Không đúng những cái mà mình muốn như thế này rồi các bạn vẫn giữ nguyên cái free chain form này ha Các bạn chưa có thoát nó ra ngoài Thì lúc này các bạn sẽ click tiếp vào Phải chuột vào cái hình này các bạn chọn là Skill ha Skill là kiểu kéo xiên của cái hình này ra Thì với cái chức năng skill này Các bạn sẽ rê con chuột vào cạnh Thẳng bên này của cái xe ha Các bạn kéo nó lên Kéo xiên nó lên như thế này Rồi mình di chuyển nó xuống ha Thì lúc này các bạn thấy là Nó đã khớp được một cạnh của cái xe rồi Kéo lên chút xíu cho nó cân đối lại ha có cần thấy là hai cái bánh xe nó chạm vào nhau nè Là lúc này các bạn đã kéo được một chiều của cái xe cho nó khớp lại rồi Nhấn Enter để thoát khỏi lệnh Free Gen Form ha các bạn Rồi tiếp theo nữa cái phần bên này nè Các bạn muốn kéo nó lên cho nó đúng với lại cái phối cảnh của cái xe Thì ở đây các bạn sẽ vào tiếp trong menu Edit Chọn Puppet Warp Với cái Puppet Warp này khi mà các bạn click chọn vào nó À, nếu mà bạn không thấy hiện lên cái gì ở đây hết Thì các bạn sẽ nhìn trên thanh uh, option ha, Các bạn click show mesh Click vào đây Nó sẽ hiện lên cho các bạn một cái lưới như thế này Thì bây giờ mình sẽ làm việc trên cái lưới này Cái lưới này uh, thao tác của nó rất là đơn giản Có nghĩa là bây giờ các bạn muốn cố định phần nào lại Mình sẽ tạo những cái điểm neo trên cái phần đó Ví dụ như cái thanh này là cái thanh mà Uyên đang muốn cố định lại, Uyên không muốn thay đổi rồi bởi vì nó đã đúng cái phối cảnh rồi. Thì lúc này là Uyên sẽ click vào tạo một cái điểm neo ở ngay cái phần này làm cái trục này một cái điểm neo ngay giữa này ha rồi một điểm neo góc bên này ba cái này là ba cái điểm neo để làm cái trục nó giữ cái cạnh này cố định lại tiếp theo nữa là các bạn kéo cái phần này lên thì lúc này cái đầu này là cái phần mình gần kéo lên nè các bạn sẽ tạo một cái điểm neo ở đây và sau đó các bạn giữ chuột kéo lên thẳng ở trên này ha mình chưa thể chuột ra mình vẫn giữ chuột ở đó thôi rồi kéo lên thì bạn thả chuột ra lúc này mình sẽ có được một cái hình như thế này thì uh, các bạn để ý ha, khi mình zoom lên các bạn sẽ thấy là cái phần chỗ này này nó chưa có được thẳng đối xứng xuống thì mình có thể tạo một cái điểm neo nữa mình kéo xích qua cho nó đối xứng cái cạnh này xuống ha Các bạn có thể tắt mở cái lưới này đi để nhìn cho dễ nè Cái phần này nó hơi uh, nhô lên một chút Mình sẽ kéo nó xuống ha Rồi nếu mà các bạn cảm thấy ok Đúng với lại những cái tỷ lệ của cái xe thẳng xuống như thế này rồi Thì các bạn nhấn Enter để thoát khỏi cái lệnh Puppet Web này ra sau đó là các bạn vẫn có thể Ctrl T ha, Free Gen Form á, mình chọn tiếp một cái chức năng nữa của nó là một cái warp. Click phải chuột chọn cái warp ở đây. Thì cái warp này với cái lưới này ha, chúng ta vẫn có thể cân chỉnh lại cái vị trí hình dáng của cái xe này theo đúng cái mà mình muốn. Sau khi mà bạn cân chỉnh lại vị trí của cái xe đúng theo ý của mình muốn rồi Thì bây giờ các bạn sẽ giảm opacity của cái layer này xuống Ở đây mình giảm xuống khoảng 30% ha Tiếp theo nữa là các bạn sẽ add cho nó một cái layer mask Add một cái layer mask vào trong cái layer 1 này các bạn sử dụng uh, công cụ radian ha, tô màu từ đen tới trắng này, mình sẽ tô ngược từ dưới này lên đối với lại cái layer mask này để cho cái xe của mình nó có một cái bóng đổ mờ dần xuống như vậy. Hoặc là nếu chỗ này các bạn muốn nó mờ hơn nữa thì các bạn có thể kết hợp với công cụ brush ha. Các bạn chọn một cái công cụ brush nhòe. Chọn một cái brush nhòe này. Sau đó là các bạn có thể tô màu đen vào một cái phạm vi chỗ này để cho nó mờ dần đi. Như vậy là các bạn đã có được một cái hiệu ứng bóng lật theo đúng phối cảnh rồi Còn cái vấn đề là chỗ này các bạn cân chỉnh phối cảnh như thế nào cho nó thẳng, cho nó đẹp này nọ Thì cái đó là do cái sự tỉ mỉ của các bạn ha Ở đây do Uyên làm cái clip này cũng thời gian ngắn Cho nên là Uyên không có cân chỉnh những cái này tỉ mỉ lắm Nên hình của mình có thể có một số chỗ nó tương đối thôi chứ nó không được đẹp tuyệt đối Như là các bạn bỏ thời gian ra cân chỉnh tỉ mỉ hơn yên hy vọng rằng với thủ thuật nhỏ này sẽ có ích cho công việc của các bạn nhiều hơn và nếu các bạn thích những video của mình vui lòng giúp mình chia sẻ đến bạn bè của bạn nhé đồng thời đừng quên subscribe kênh youtube của yên để có thể cập nhật được những cái tutorial mới hơn cảm ơn các bạn đã theo dõi video này xin chào và hẹn gặp lại